Đây vốn dĩ là một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng 2 năm trước, người đàn ông đã bị phía cảnh sát triệu tập. Người phụ nữ vô dĩ không có chút gì lo lắng, bởi vì cô ấy biết rằng chồng của mình là nhân chứng của vụ án người bạn gái cũ Anna mất tích 5 năm trước sau khi người đàn ông này chia tay với Anna. Sau đó cô ấy đã bỏ nhà ra đi, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Lúc đó phía cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của người đàn ông, đồng thời làm một cuộc điều tra toàn diện tại nơi ở của anh ấy. Cuối cùng đã loại trừ khả năng người đàn ông là nghi phạm. Thế nhưng lần triệu tập này có vẻ không đơn giản như vậy. Trong cuộc thẩm vấn, người đàn ông đã thừa nhận tự tay sát hại Anna. Thế nhưng 2 ngày sau anh ta lại rút lại lời thú nhận, phủ nhận lời khai trước đó. Vì thế phía cảnh sát đã tốn hơn 1 năm trời để thu thập chứng cứ. Thế nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Trong khoảng thời gian này người đàn ông đã bị bắt tạm giam. Không ai tin rằng anh ta đã giết hại Anna. Vụ việc này cũng tạo ra một làn sóng gây xôn xao xã hội. Thế nhưng điều nực cười là không tìm thấy thi thể của nạn nhân, không có dụng cụ gây án, thậm chí khi không có bằng chứng trực tiếp của vụ án. Thế nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn bị cho là hung thủ và bị kết án tù 10 năm. Người vợ của anh không thể nào chấp nhận sự thật này, vì vậy cô ấy đã tìm đến tổ chương trình, hy vọng các nhà ngoại cảm có thể giúp đỡ cho chồng cô trong vụ án này. Vì sức ảnh hưởng của sự việc này tương đối lớn, thế nên tổ chương trình chỉ lấy ánh mắt tuyệt vọng của anh ta khi tiếp nhận thẩm vấn. Các nhà ngoại cảm phải dựa vào bức ảnh này nói ra những việc đã xảy với người đàn ông. Người đầu tiên là nhà ngoại cảm Nicole. Cảm nhận về bức ảnh trước mặt, cô ấy nói rằng mình đã nhìn thấy tất cả. Là một người thanh niên rất đẹp trai, vô cùng thu hút. Tôi chưa từng gặp được cô gái nào nói rằng Victor không phải là gu của cô ấy. Một số hình ảnh hiện lên rằng anh ấy đang để tóc ngắn, nhưng ngày trước là kiểu râu rậm rạp và thần thái cuốn hút, cùng mái tóc bù xù. Rất đúng, khuôn mặt châu Âu có vẻ như là Tây Ban Nha, gần đúng là người Pháp. Anh ấy có vợ không? Có. Người phụ nữ là một người phụ nữ có tuổi, da ngăm đen. Người phụ nữ này già hay trẻ tuổi hơn anh ấy? Đây là mẹ của anh ấy. Mẹ tôi đúng là rất đen, năng lượng của bà ấy rất yếu. Tôi cảm thấy bà ấy rất lo lắng cho người đàn ông này. Bà đã đến nhà thờ và cầu nguyện cho anh ấy. Mẹ tôi là một tín đồ tôn giáo. Tại sao bà lại lo lắng cho anh ấy? Đợi một chút, bây giờ tôi đang cố lý giải. Hình ảnh. Anh ta có bạn gái. Cô ấy trông giống như một chú cáo nhỏ, vô cùng hoạt bát. Cô ấy giống như một chú cáo nhỏ. Chú cáo nhỏ? Cái gì? Chú cáo nhỏ? Có quá nhiều hình ảnh không liên quan, tôi không thể nắm bắt được. Điều khiến mọi người bất ngờ, Nicole dường như có thể nhìn thấy mọi thứ về người đàn ông qua đôi mắt đó. Người dẫn chương trình đã lên sân khấu, sau đó đã phát toàn bộ video về người đàn ông trong phiên tòa. Tất cả những gì Nicole nhìn thấy đều là đúng. Nhìn bức ảnh của Anna, Nicole liền lại lặp đi lặp lại một câu nói: tôi không biết ở đâu, cô ấy đã mất tích rồi. Rất đáng tiếc. Mặc dù Nicole đã nói gần như đúng hết mọi thứ về người đàn ông, thế nhưng lại không giúp được gì trong vụ án này. Nhà ngoại cảm tiếp theo là Marilyn. Cô đi đến trước màn hình. Sau
тропинка появилась. Лопнул дверь, прям очень громко. Там такой какой-то мужчина. Он стоит, а вот этот человек сидит. И он прямо с рукой прямо резко, с головой. Он не понимает, за что. Вы имеете в виду, удар был нанесен? Удар прям очень резкий, очень сильный. Не один раз прямо. Прямо возьмет от одежды прямо так, что-то кричит. Я не понимаю, о чем они. Опишите, пожалуйста, мужчину, который наносит удары. Худенький, очень худенький. Как-то вот так, такие глаза. Она этого корейца описывает, который начальник. Кричит что-то. Я не понимаю, о чем он кричит. Там рядом еще какой-то мужчина. Светлый. Светлые глаза. Тут что-то как яма, ямочка. И просто смотрит на этого. И ничего не делает. Вот это тот, который предлагал меня избить. Оказывается, Татьяна знала этих мужчин. Каким-то невероятным образом Мэрилин видела оперативную... Hóa ra Arina đều quen những người đàn ông này. Đến cả Marilyn cũng nhìn thấy gương mặt không mấy thiện cảm của các điều tra viên. Anh ấy hét lên. Dường như bị ai đó đánh đập dã man khiến toàn thân anh ấy đau đớn. Lúc là bụng, lúc thì lưng, lúc thì đầu. Victor đã bị mất thính giác ở một bên tai sau cuộc thẩm vấn này. Điều này cho thấy cuộc thẩm vấn khủng khiếp biết nhường nào. Hồ sơ kiểm tra chấn thương của người đàn ông này đã nói rõ tất cả. Tụ máu toàn thân, tổn thương thận, bị điếc một bên tai. Tất cả những thương tật này đều xuất hiện sau cuộc thẩm vấn. Marilyn không chỉ nhìn thấy mỗi vậy. А кто эта женщина? Какое она отношение имеет к этому человеку? Вот она покажет на него пальцем. Вот это ты, это ты. Кстати, следователь наша блондинка. 22 года ей. Все равно круглое лицо, прям круглое. Следователя по делу Виктора Коэна зовут Наталья Бабакина. Справа это наш следователь. А ее отец Александр Бабакин, начальник ОМВД по Владивостоку. Но она была старшим следователем в 22-то года, 21 даже, когда она вела наше дело. А сейчас она следователь по особо важным делам, именно после нашего. Không thể nào tưởng tượng những uẩn khúc đằng sau vụ án. Có rất nhiều bí mật đang được che giấu. Sau đó người dẫn chương trình đã phát video hoàn chỉnh cho Marilyn xem. Cô ấy rõ ràng đã rất sốc. Marilyn không thể tin rằng người đánh anh ấy lại là cảnh sát. Sau đó cô ấy khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông này không giết người. Khi nhìn vào bức ảnh của Anna, Marilyn đã nói ra tất cả những gì cô ấy đã nhìn thấy. Phần đầu vô cùng yếu ớt. Cô ấy bị chứng phình động mạch nội sọ. Vì thế mà thường xuyên cảm thấy đau đầu. Điều này có nghĩa gì? Cô ấy vẫn còn sống sao? Tôi không thể trả lời được việc này. Bởi vì năng lượng của tôi có hạn. Rất đáng tiếc, Marilyn không thể biết chính xác Anna còn sống hay đã chết. Thế nhưng cô ấy có thể mượn lễ bái để giúp người phụ nữ. Nhà ngoại cảm thấy rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Sự xuất hiện của Marilyn đã gây tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ không tin rằng một xã hội pháp quyền vẫn tồn tại việc ép cung bạo lực như thế. Người cuối cùng là Victoria. Đầu tiên cô ấy xem người đàn ông đang ở đâu. Khó có thể tin được, trong vài phút ngắn ngủi cô ấy đã có thể thấy người đàn ông đang ngồi tù. Tiếp đó cô ấy đang chuẩn bị xem nguyên nhân Victor vào tù là gì. Victoria, cô cầm người nộp để làm gì? С помощью этой куклы ведьма собиралась проникнуть в мысли Виктора. Просто хочу зайти и почувствовать, что он слышит, думает. А он в этот момент будет что-то чувствовать? Может, да. Жигулки, нет?
сейчас в голове? Я вижу какую-то комнату. Такие комнаты были в советское время, в каком-то высоком этаже, потому что в окнах много света, много неба. А из окна какое-то странное здание, как Колизей. Да. Или амфитеатр какой-то. Ну что? Таня все поняла. Это из их квартиры во Владивостоке видно Колизей. После съемок она нам его показала. Именно из этой комнаты, как сказала Виктория, видно это строение. Это на самом деле гаражи. Ведьма как будто сидела у них в гостях. И он как-то в этой комнате, в этих старых пестрых коврах. На полу ковер на стене. Таня узнавала все. С одной стороны диван, с другой стороны стенка. Прямо напротив. А самое удивительное, что сейчас эта комната выглядит не так. Она описала ковры на стенах и на полу, описала диван, стенку. При этом эта комната уже сейчас потерпела изменения. Таня сделала тут ремонт, но ведьма описывала комнату именно такой, какой ее оставил Виктор, когда полтора года назад ушел отсюда на допрос. И он хочет вернуться, да, в эту квартиру. Как будто вот он счастлив был в этой комнате. А сейчас в этой квартире живет только девушка. И животное. И два кота. Как будто она солнышком целованная. На лице то ли родинки, то ли конопушки. Так она вас описывает. Он хочет к ней. Nếu như Victoria thực sự đi vào tâm trí của người đàn ông này, vậy thì cô ấy chỉ nhìn thấy tình yêu và nỗi nhớ nhà, không có chút gì liên quan đến giết người chết chóc. Chết tiệt, tôi không thể biết. Anh ta đã phạm tội gì? Tôi không biết. Nhìn bức ảnh của Anna trên tay, tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều không tin vào tai mình. Cái quái gì vậy? Cô ám chỉ điều gì? Cô ấy vẫn còn sống. Redos không chút nghi ngờ. Bọn họ điên rồi sao? Nếu như người vẫn còn sống, vậy vụ giết người thì sao? Và quả thực đã có nhân chứng chứng minh rằng anh ấy đã nhìn thấy Anna sau khi cô ấy mất tích. Thế nhưng những lời của nhân chứng này không có hiệu lực tại tòa án. Nếu như Anna thực sự đã đi nước ngoài, thì phải đi đâu để tìm cô ấy? Cô ấy đã liên lạc với những người vô cùng phức tạp. Cuối cùng Victoria tin rằng chỉ cần người vợ tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó người chồng chắc chắn sẽ được minh oan. Tất nhiên chúng tôi cũng hy vọng buổi phát sóng của chương trình có thể đưa Anna quay trở lại, lấy lại công bằng cho người đàn ông vô tội này.